Mà cậu kiếm cái cây cốt ở đâu vậy? Chị tới đi. Hả? Không phải gì có cậu. Ơ kìa, người tới mượn đi, tôi đang cần cái cốt đó. Ồn ào quá đi. Sao mà kia kiệt dữ vậy trời? Mà mình thấy cũng hơi đáng ngờ. Cậu ta vác cây cuốc vào trong cái hang, chắc chắn là để đào rồi. Vậy cậu ta đang làm nhiệm vụ gì đó ư? Cậu ta đang giữ lấy bài gì thế nhỉ? Ồ, Yaki, cậu đã quay tới lại rồi hả? Tớ đã nấu xong đồ ăn của cậu và để trong canteen này đó, chứ cậu ngon miệng. Vậy hả? Cảm ơn cậu nhé. Không biết là mọi người đã ngủ dậy chưa nhỉ? Chào mọi người nha. À, Yaki, cậu quay đây ngồi nè. Sáng giờ cậu đi đâu vậy? À, tớ ngủ dậy hơi trễ mà. Chà, canteen này ấm quá nhỉ? Chắc là có bật lò sưởi. Không phải đâu. Sáng nào tớ cũng dậy sớm để nhặt cành cây và đốt lò sưởi ở canteen đấy. Vậy hả? Tính ra thì đợi dây lần này chúng ta phải tự làm tất cả mọi việc, cực hơn mọi lần. Cậu đã biết chuyện của Felix vào sáng nay chưa? Cậu ấy đã... tớ biết rồi. Thật là đáng sợ, cậu ta bị tấn công lúc đang ngủ cơ đấy. Nghe nói là số bằng. Và đây là lần thứ ba chúng ta đối mặt với hắn đó. Nghe sợ quá đi, tối nay tớ không dám ngủ nữa. Cậu đừng sợ Jesse, tớ sẽ tặng cậu lá bùa xua đuổi ma sói cho. Và nó sẽ không dám lại gần nhà của cậu đâu. Nghe có vẻ hơi mê tín đấy. À, phải rồi Maya. Hôm qua là tớ đã gặp tên ma cà rồng siêu đại chết đấy. Hắn có thể sao chép mọi kỹ năng của những người xung quanh, sức mạnh rất là đáng gờm. Cậu có thể hỏi chị Karen thông tin về hắn được không? Tớ thắc mắc là hắn đứng thẳng mấy trên thế giới ma cà rồng nhỉ? Rất tiếc là ở ngôi làng này không có kết nối mạng internet, nên tớ không thể nào liên lạc với chị Karen vào lúc này được. Hả? Tiếc thế. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, em đã hết giờ ánh sáng. Yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại lớp học ở trên đỉnh núi. Ngủ đạo hả? Chứ gì đã hết giờ ăn sáng rồi. Nhưng mà... Ôi mệt quá. Ngày nào đi học cũng phải leo lên núi này sao? Chào cả lớp. Xin được giới thiệu, ta là giáo viên đảm nhiệm môn mỹ thuật. Hả? Gì chứ? Vậy ông có khác gì đâu. Sao lại không? Ta đã chọn đội mũ ông già Noel lên là thành giáo viên mỹ thuật rồi. Không tin, xem lại những phần trước đi. Wow, môn mỹ thuật thì Yasuka đệ nhất rồi phải không? Thưa Mr. Kairos, bài học hôm nay là gì ạ? À? Đó chính là vẽ động vật theo mẫu. Các em biết đấy, ngôi làng này có rất là nhiều loài động vật sinh sống. Chuột, rắn, voi, hươu, yaki, chó, mèo. Sao lại có em nữa? Ta nhầm. Các em sẽ ra ngoài và vẽ một loài động vật theo ta chỉ định. Mỗi một loài vật có hiệu lực trong vòng 15 phút và sẽ chuyển sang con khác. Và ta sẽ đứng ở vị trí cây thông trung tâm ngôi làng này. Các em vẽ xong, hãy đến cho ta nộp kết quả. Lưu ý, người nộp sau cùng sẽ bị phạt. Ấy cứ, tớ không biết vẽ, chết chắc rồi. Đúng hơn là ở đây chẳng ai biết vẽ cả, ngoại trừ Yasu. Được rồi, các em chuẩn bị rồi chứ? 3, 2, 1, bắt đầu. Hãy ra ngoài và vẽ cho ta một con mèo. Ngay lên. Hả? Bắt đầu rồi. Mèo ư, từ lúc đến ngôi làng này đến giờ mình có thấy con mèo nào đâu. À, đây rồi. Không phải, đây là con chó mà. Yaki, tớ đã thấy con mèo rồi. Hả? Ai đâu vậy Jesse? Mèo. Hả? Thôi nào. Ô, con mèo kia rồi. Ê, này này, đứng lại. Nó chạy đi đâu rồi nhỉ? Bực mình quay đi. À, phải rồi nhỉ. Tại sao mình phải tìm mèo? Mình có thể tự vẽ ra cũng được mà. Vẽ xong rồi, nộp bài cho Mr. Carrot thôi. Ông đang chỗ cây thông thì phải. Mr. Carrot, em vẽ xong rồi ạ. Mà thầy kiểm tra. Em vẽ linh tinh cái gì thế này? Đây không phải là con mèo mà đề bài giao ra. Vẽ lại đi, bước này không tính. Ok, có vụ vẽ đúng con mèo đó nữa sao? Tất nhiên rồi. Thầy Mr. Carrot, em đã vẽ xong con mèo rồi. Mà thầy kiểm tra. Tốt, đúng con mèo mà ta yêu cầu. Zen, 8 điểm. Hả, con hành hành sống ra ư? Ôi không, con mèo đó đâu rồi? À, đây rồi, nào, đừng có chạy nhé. Ơ kìa, đừng có chạy mà. May mà mình kịp chặn đường nó lại. Được rồi, ngồi yên nhé, bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ nó đây. Không biết là mọi người đã vẽ xong chưa nhỉ? Xong rồi, lần đầu tiên mình vẽ tỉ mỉ đến như vậy, nộp bài cho Mr. Carrot thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, em, đã hết 15 phút,
chủ đề con mèo sẽ chuyển sang chủ đề con voi. Bắt đầu. À, ông đùa à, Mr. Kairos, tôi khó khăn lắm mới vẽ được con mèo mà. Cả ba em vẽ tốt lắm. Kairos 7.5, Bioto 7, Yasu 9 điểm. Hả? Lại có thêm người vẽ xong rồi, mình không phải nhanh lên mới được. À, con voi đây rồi, mình phải tranh thủ vẽ thôi. Mà sao con voi này to thế nhỉ? Vòi, sừng, chân, đuôi, toàn bộ cơ thể đều khó vẽ quá. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, em, đã hết 15 phút, chủ đề con voi sẽ chuyển sang chủ đề con bò rừng, bắt đầu. Nữa, mình sẽ vẽ xong rồi cơ mà, tại con voi này nó bự quá thôi. Rồi bây giờ con bò rừng ở đâu? Và nó hình dạng thế nào nhỉ? Tiếng gì thế? Nào, ngoan nào, bò ngoan, hãy đứng yên đó nha, đừng có động đậy. Ô, nó đứng yên thì được kìa, còn làm cách nào hay vậy? Cảm ơn cậu nhiều nhé, Matador. Không có gì đâu, tới đó bò tó quen rồi nên việc thuần phục giống bò rừng cũng là điều bình thường thôi. Thế thì hay quá, chúng ta tranh thủ vẽ nó nào. Này Matador, nghe nói là cậu vẫn đang tập luyện đấu bò tót phải không nhỉ? Đúng vậy. Chuyến đi chơi lần này là lần đầu tiên tớ được nghỉ ngơi khuây khỏa sau bao ngày tập luyện. Hả? Thế là trước giờ vào mùa Noel cậu không đi chơi ư? Đúng vậy. Cậu biết đấy, bố tớ trước đây là một hiệp sĩ đấu bò tót lừng danh. Mỗi lần có buổi biểu diễn diễn ra thì có hàng nghìn người mua vé đến xem. Nhưng mà khi bố tớ bị tật, không còn thi đấu được nữa, kinh tế gia đình đi xuống. Vì thế, tớ quyết tâm học tập bộ môn này để nối nghiệp gia đình và kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Vì thế, trong suốt nhiều năm, tớ đã bỏ qua nhiều dịp nghỉ lễ để tranh thủ tập luyện. Tớ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và stress vì tập quá sức. Và cách đây không lâu, vì quá mệt mỏi, tớ đã ngồi ghế để nghỉ ngơi. Một lát sau, bố tớ bước đến và nói: "Con trai này, con không nên tập luyện quá sức, con nên nghỉ ngơi đi. Hãy đi chơi đôi đó vào dịp Giáng sinh." Nhưng mà thưa bố, con đi chơi như vậy thì tuần sau sẽ không có buổi đấu bò tốt nào đâu. Chúng ta sẽ không kiếm được tiền mất. Matador, nghe lời bố, cứ đi chơi đi. Nghỉ một tuần thôi mà, thì làm sao nhà ta chết đói được. Hãy thư giãn cơ thể sau những ngày mệt mỏi, đừng tự quá sức như vậy. Con nhé, bản thân bố cũng cảm thấy hơi có lỗi khi mà nghỉ hưu quá sớm, và vì thế mà con luôn bám vào công việc lẽ ra là của bố. Con cần được đi chơi Giáng sinh và những ngày nghỉ lễ. Con hiểu rồi thưa bố. Có điện thoại. Alo, Matador hả? Nhaki nè, còn nhớ tới chứ? Tớ định tổ chức một buổi đi du lịch núi tuyết cho mùa Giáng sinh, không biết là cậu có rảnh không? Nếu có thì hãy trả lời qua tin nhắn của tớ nhé. Tạm biệt. Ồ, đúng lúc quá nhỉ. Matador, con còn nhớ những gì bố vừa nói lúc nãy chưa? Dạ vâng, con hiểu rồi, con sẽ tiến hành thu xếp đồ đạc để đi chơi trong vòng một tuần đây. Bố ở nhà vui vẻ nhé, con sẽ mang quà về cho cả nhà. Ồ, thì ra là như thế, tớ gọi tới cậu đúng lúc thật. Mặc dù là chuyến đi chơi lần này bị rơi vào tay của Mr. Kairos, nhưng mà tớ cảm thấy thư giãn hơn phần nào. Cảm ơn vì đã mời tớ nhé. Không có gì đâu. À, cậu vẽ xong chưa? Tớ vẽ xong rồi này. Tớ có xong rồi, thế thì chúng ta cùng nhau đi nộp nhé. Thưa Mr. Kairos, bọn em vẽ xong rồi ạ, hy vọng là chưa hết giờ. Đâu, các em hãy đưa cho ta xem tranh nào. Vẽ không đẹp lắm,
nhưng mà đúng nét, đúng con vật mà vẽ theo mẫu. Được rồi, Matador 7 điểm và Yaki 6.5. Yes, điểm cũng không tệ. Có 6.5 thôi sao? Mà thôi cũng được. Và do đây là chủ đề cuối cùng, cho nên hình phạt sẽ được triển khai. Hả? Ôi không, mừng thoát đẹp nhất vào lúc này rồi. Đừng phạt em mà Mr. Garrot. Và hình phạt đó chính là bốc hơi. Ôi không, vậy là mình sẽ bị nổ tung sao? Tuy mình rồi. Cái gì thế này? Matador bị nổ tung sao? Vô lý. Mình định thấp hơn cậu ấy mà. Không vô lý đâu. Do em là người đến đây nộp bài trước Matador, cho nên em an toàn. Matador đến sau nên bị loại cũng là điều đương nhiên thôi. Vậy ư? Xin lỗi cậu nhiều nhé Matador. Có lẽ như là chuyến đi chơi lần này của cậu bị hoãn lại rồi. Thế là xong. Hãy lên lớp và tập trung nào. Hả? Matador đã thất bại và đã bị nổ tung rồi sao? Thật là không thể tin được, tớ vừa mới nói chuyện với cậu ấy hồi sáng mà. Chấp nhận đi, không có người chết thì làm sao trò chơi này kết thúc được. Được rồi, tất cả đệ tử, hãy nghe ta nói về phần thưởng nào. Và người được thưởng nó chính là Long. Xin chúc mừng em. Em sẽ được tặng luôn một cây rìu sắc bén dùng để làm vũ khí. Tuy không thể tiêu diệt được ma sói bằng thứ này, nhưng có thể gây cản trở bọn chúng hoặc làm những vật có ích. Hả? Một cây rìu á? Thầy bảo chắc rằng là nó được lau chùi sạch sẽ nhé. Em ghét cây rìu bẩn lắm. Hả? Sướng thế, được tặng vũ khí luôn. Ước gì. Hoàng đã, cậu ta được thưởng một cây rìu ư? Một cây rìu? Mình có thể dùng nó để chặt gỗ. Buổi học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào tối nay cho cuộc bỏ phiếu. Ok, đã đánh giá bỏ phiếu cho người có khả năng là ma sói hoặc là ma cà rồng nhất rồi. Một tí hoạt động bắt đầu. Ai nhỉ? Mày vẫn chưa đáng ra. À, tôi biết là ai rồi. Các cậu vẫn còn nhớ cái chết của Felix chứ? Nhớ. Carol và Beato là hai người đã có mặt tại nhà Felix vào lúc đó. Chắc chắn là để vào tiêu diệt cậu ta rồi chơi trò đóng kịch, phải không nào? Nani. Ok, bây giờ đến lượt cậu lại nghi ngờ bọn tớ sao? Này, tên kia, cậu ấy không phải là ma sói đâu. Đừng có nghi ngờ lung tung như vậy. Tôi chẳng có vừa chọn tài lao ở đâu. Không phải là lúc đến nhà Felix thì chỉ có hai cậu thôi sao? Phải không Jackie? Cậu cũng thấy những gì tớ thấy mà. Hả? Tớ không biết nữa. Ok, đã hết giờ. Không có ai bị bỏ phiếu cả. Đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động. Ai có hình phạt thì nhớ làm đi nha. Thôi đi rồi. Hôm nay là tôi tha cho hai người đấy, nhưng mà ngày mai chắc chắn là tôi sẽ tìm ra được bằng chứng. Trời tối nhanh thật. À, phải rồi, Long đang có cây rìu phải không? Mình phải mượn cậu ta mới được. Chào Long, cậu có thể cho tôi mượn cây rìu được không? Một tiếng nữa tôi trả lại cho. Hả? Không được, cậu sẽ làm bẩn cây rìu của tớ mất. Kế hoạch thất bại rồi. Bây giờ là sẽ để chặt gỗ đây. Chẳng lẽ đã mành tay. Phải rồi nhỉ. Này Long. Cái gì hả? Xe ra nào, đừng có đứng gần như tới như thế. Hả? Axi! Bận quá đi. Ok Long, cậu đi đâu thế? Cứ hạt thành công rồi, mình đã có cây rìu. Được rồi, mình phải chạy chỗ đấy làm chua kiếm mới được. Cái cây này có vẻ được đấy. Chặt ra thôi. Hả? Thoải mái quá. Jackie! Kêu tôi xin lỗi, tôi không biết đây là nhà vệ sinh. Pierre này, cậu còn cà phê không? Xin chào, cậu muốn uống hả? Thế đợi tớ một tí, tớ vào bếp đã. Trời hôm nay lạnh quá. Ôi kìa, Caroline đang ngồi đó. Mình muốn đến xin chỗ ký của cậu ấy quá, nhưng mà không hiểu sao lại không cho đến gần. Chào cậu. Xin được giới thiệu, tớ là Kim Gun, đến từ Hàn Quốc, tớ là fan của cậu. Nếu không phiền thì cậu có thể cho tớ xin được ký được không? Được thôi. Tớ rất là vui khi có người nước ngoài nhận ra tớ đấy. Đây, tớ ký xong rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Caroline. Tạm biệt. Yeah, có chữ ký rồi. Hả? Cậu ta xin được ký dễ dàng như vậy sao? Mình có nên thử không nhỉ?
Thôi bỏ đi. Caron, cà phê các cậu đến rồi đây. Cảm ơn cậu nhiều nhé, đội bếp Pierre. Ồ, không có gì, cứ gọi tôi Pierre là được rồi. Cuối cùng, cậu đến giờ ta hoạt động rồi. La la la. Ơ kìa, ông là ai? Tên dân làng đầu tiên đã xuất hiện. Nhanh hơn ta tưởng. Ôi Kha, kiếm được một cây ưng ý rồi. Phải chặt nó thôi. La 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 la. Thank you.